thì trên thị trường sẽ có hai nhóm khách hàng. Một là những người đang có nhu cầu muốn sử dụng sản phẩm nọ, họ đang có nhu cầu, họ đang quan tâm. Thứ hai là nhóm khách hàng đã mua sản phẩm của đối thủ rồi nhưng họ không hài lòng, họ muốn thử một cái sản phẩm mới, mọi người hiểu không ạ? Họ muốn trải nghiệm sản phẩm mới. Cho nên là các bạn cần phải tác động lý trí luôn, chạy một cái quảng cáo tác động lý trí, một cái quảng cáo khuyến mại, vừa ghi thông tin khuyến mại vừa giới thiệu thông tin sản phẩm vào cùng một cái quảng cáo. Sau đó các bạn chạy quảng cáo Facebook để các bạn thiết lập quảng cáo, để các bạn nhắm đúng những người đã từng dùng sản phẩm nhưng không hài lòng, và nhóm những người đang dùng sản phẩm, đang quan tâm đến sản phẩm trên Facebook.